Vâng, xin kính chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với bản tin của tờ bóng đá. Kính thưa quý vị, trước cuộc tái đấu với câu lạc bộ Yongbuk FC vào ngày mai, ngày 25 tháng 4, huấn luyện viên Kiệt Sắc và huấn luyện trưởng của câu lạc bộ Yongbuk Hyundai đã có những chia sẻ khá bất ngờ. Và đặc biệt, huấn luyện viên Kiệt Sắc đã có những câu nói khiến cho các cổ động viên của Gia Lai thực sự là vỡ òa cảm xúc. Cùng với đó là huấn luyện trưởng của câu lạc bộ Yongbuk Hyundai Moto khẳng định rằng hai cầu thủ của Gia Lai hoàn toàn đủ sức để thi đấu tại Cali. Thưa quý vị và bạn, huấn luyện viên Kiệt Sắc cho rằng câu lạc bộ Hoàng Gia Lai hiện nay đủ sức để giành chiến thắng ở ít nhất một trong ba lượt trận tại bảng H AFC Champions League 2022 trong những trận đấu lượt về. Ông có chia sẻ trong buổi báo vào buổi trưa ngày hôm nay, ngày 24 tháng 4 rằng cả ba đối thủ của câu lạc bộ Hoàng Gia Lai tại bảng H đều rất mạnh. Đây là bảng đấu tử thần. Hoàng Anh Gia Lai chỉ là tân binh thôi, cho nên về mặt nhân sự, thể hình, thể lực và kỹ chiến thuật, rồi sự đầu tư, rất nhiều thứ khác nữa, chúng tôi không thể so với đối thủ được. Dù vậy, Hoàng Anh Gia Lai đã trình diễn một lối chơi ổn và hoàn toàn có cơ hội để giành điểm, thậm chí là có được những chiến thắng. Ở trận lượt về thì chúng tôi đã hiểu thực lực của câu lạc bộ Yongbuk Hyundai, Yokohama, rồi câu lạc bộ Sydney FC. Các cầu thủ cũng đã có kinh nghiệm hơn khi đối đầu với các đội bóng này. Mà như được biết thì sau 3 trận đấu tại FC Champions League 2022 thì câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai đã có một trận hòa, sau đó là 2 trận thua. Đội bóng Phú Núi thua tối thiểu 1-0 trước câu lạc bộ Yongbuk Hyundai Moto ở cuộc chạm trán vào tối ngày 2 tháng 4 vừa qua. Và trong cuộc tái đấu lần này thì huấn luyện viên Kiệt Sắc đặt mục tiêu đó là ít nhất sẽ có được một điểm. Chúng tôi sẽ đối đầu trở lại với câu lạc bộ Yongbuk trong trận đấu đầu tiên ở lượt về. Theo mã số thì câu lạc bộ Hoàng Gia Lai sẽ thi đấu sân khách ở trận lượt đi và đã không may mắn khi mà thua câu lạc bộ Yongbuk Hyundai Moto. Ở trận lượt về này thì câu lạc bộ Hoàng Gia Lai sẽ được thi đấu ở trên sân nhà, cho nên chắc chắn rồi chúng ta sẽ cố gắng để có thể có điểm. Và với phát biểu vừa qua của huấn luyện viên Kiệt Sắc thì tôi tin tưởng rằng là các cổ động viên của chúng ta cũng đang cảm thấy khá vui, vỡ òa cảm xúc. Bởi thực tế là trong những trận đấu vừa qua, mặc dù cũng chỉ là một trận thua và hai trận hòa thôi, thế nhưng rõ ràng màn thể hiện của những cầu thủ bên phía Hoàng Gia Lai là rất tốt, mà chúng ta dường như là đã tiến gần đến ngưỡng cửa để có một chiến thắng. Nhưng dường như là chúng ta chưa có đủ sự may mắn mà thôi. Và cũng giống như đội tuyển Việt Nam của chúng ta khi mà thi đấu tại vòng loại thứ 3, sau những trận đấu chệch choạc đầu tiên với những đối thủ rất mạnh và đã có những thời điểm mà chúng ta tưởng chừng như đã có những điểm số lịch sử, thì sau đó trong những trận đấu lượt về chúng ta đã làm tốt hơn rất nhiều và đã tạo ra lịch sử không chỉ cho bóng đá Việt Nam mà còn là lịch sử bóng đá Đông Nam Á khi chúng ta có được 4 điểm số tại vòng loại cuối cùng World Cup 2022. Vì vậy tôi tin rằng là với câu lạc bộ Hoàng Gia Lai, với kinh nghiệm có được trong những trận đấu vừa qua trước chính các đối thủ này, chúng ta hoàn toàn có thể nghĩ đến việc là chúng ta sẽ có điểm trước những đối thủ được coi là mạnh nhất hiện nay của đấu trường AFC Champions League. Tiếp đó thì giải thích về việc là ít sử dụng những cầu thủ trẻ dù đăng ký nhiều gương mặt mới, huấn luyện viên Kiệt Sắc cho rằng mục tiêu của câu lạc bộ Hoàng Gia Lai ở giải đấu này dù không phải là vé đi tiếp, thế nhưng trận nào đội cũng muốn giành điểm, cho nên là điều này cũng đòi hỏi nhà cầm quân người Thái Lan sẽ phải sử dụng một lực lượng mạnh nhất. Ông có nói rằng có hai điểm cần lưu ý. Mùa vừa rồi thì chúng tôi chơi tốt, thế nhưng không thể giành được chức vô địch, cho nên thông tin Hoàng Gia Lai được đá thi Champions League xuất hiện là rất muộn. Và vấn đề thứ hai là Bồ Đức yêu cầu chúng tôi sử dụng cầu thủ trẻ để chơi tại V-League, qua đó tạo ra lực lượng kế thừa. Nhưng ở giải đấu này thì trận nào cũng muốn có điểm, cho nên không thể thay cầu thủ trẻ nhiều được. Tiếp đó thì ông có chia sẻ rằng chúng tôi phải tạo cơ hội cho những cầu thủ kinh nghiệm trước. Tất nhiên thì chúng tôi cũng căn cứ vào thể lực của những cầu thủ kinh nghiệm để đưa ra quyết định thay đổi, tận dụng tối đa cơ hội khi có thời cơ. Và những trận đấu vừa rồi, tôi đã cho những cầu thủ trẻ hữu phước đá 15 phút cuối. Dù vậy thì có lẽ cậu ấy cũng đã quá hồi hộp. Và hậu vệ Văn Thanh, một trong những cầu thủ của Hoàng Gia Lai, cũng đã chơi rất ổn định trong 3 trận đấu vừa qua, khẳng định rằng Hoàng Gia Lai cần chuẩn bị kỹ hơn để gặt hái được kết quả tốt nhất ở trong trận đấu lượt về. Văn Thanh có chia sẻ rằng, sau 3 trận đấu thì chúng tôi đã hiểu được lối chơi của cả ba đội. Nếu có sự chuẩn bị kỹ hơn thì Hoàng Gia Lai sẽ có kết quả tốt hơn so với lượt đi. Với bản thân tôi, khi ra sân và hết sức và được thi đấu trên sân nhà trước các khán giả đã giúp cho tinh thần của chúng tôi, của những cầu thủ Hoàng Gia Lai đã được lên cao. Nhờ vậy thi đấu tốt hơn ở những trận đấu vừa qua. Đó là những gì mà Văn Thanh có chia sẻ. Và quả thực thì vừa qua với chia sẻ rằng là tại sao Kiệt Sắc, huấn luyện viên này lại không sử dụng nhiều các cầu thủ trẻ, thì ông ấy cũng đã có những lời giải thích. Điều đó cho thấy rằng là vừa qua huấn luyện viên Pauser thì cũng có những lý do của mình khi mà ông phải tận dụng tối đa những cầu thủ tốt nhất để thi đấu vòng loại thứ 3. Nhiều người nói rằng tại sao thì Park cứ không chịu tạo cơ hội cho những cầu thủ trẻ để họ có được những cơ hội để ra sân. Thế nhưng như đã nói, ở những đấu trường đẳng cấp cao nhất ở châu Á như thế này thì chúng ta không thể đá hời hợt được.
chúng ta cần phải có những lực mạnh nhất. Và đương nhiên để ra những đấu trường như này, chúng ta luôn luôn muốn mang đến những kỳ tích về cho bóng đá Việt Nam, muốn những cầu thủ giỏi nhất mang về những điểm số dành cho bóng đá Việt Nam, thì chúng ta phải ra sân với những cầu thủ giỏi nhất. Mà sau đó thì khi chúng ta không còn quá nhiều mục tiêu nữa thì đương nhiên những cầu thủ trẻ sẽ được ra sân, sẽ có những cơ hội dành cho riêng mình. Vì vậy tôi nghĩ rằng là chúng ta cũng không nên đưa ra quá nhiều những lời trách móc, rồi là đưa ra quá nhiều những ý kiến bình luận về việc tại sao không sử dụng cầu thủ này, rồi lại tại sao không sử dụng cầu thủ kia, để khiến cho những người của chúng ta lại cảm thấy quá là đau đầu, phải không ạ? Các đối thủ của chúng ta thì cũng như vậy thôi. Khi mà họ thi đấu những đấu trường như này thì họ cũng phải luôn luôn mang đến một lực lượng mạnh nhất, những cầu thủ tốt nhất để thi đấu. Thì đương nhiên chúng ta thấy rồi, khi mà đội tuyển U23 Việt Nam chúng ta thi đấu vừa qua thì mới thấy nó khó khăn đến như thế nào. Và việc có những cầu thủ quá tuổi thì chúng ta thi đấu tốt hơn đến như thế nào trước một đối thủ đến từ Hàn Quốc, đó là đội U20. Vì vậy mà tôi xin thẳng lại một lần nữa là những quyết định của Rupaser cũng như là huấn viên Kersak về những sự lựa chọn con người thì cũng đều là những lựa chọn rất đúng đắn mà thôi. Và cũng trong cuộc phỏng vấn vào buổi trưa ngày hôm nay, trước khi tái đấu câu lạc bộ Hoàng Gia Lai trong trận đấu lượt về vòng bảng AFC Champions League, thì huấn viên Kim Sang-sik đã tỏ ra rất thận trọng với chiến thuật của đội bóng Phú Núi, đặc biệt đó là cặp tiền đạo Công Phượng cũng như là Văn Toàn. Ông có chia sẻ rằng Hoàng Gia Lai là đội bóng có kỹ thuật lẫn chiến thuật rất tốt. Họ đã gây ra ấn tượng mạnh, có sự gắn kết và thực sự nguy hiểm ở các tình huống phản công nhanh. Trong các tình huống đó thì Công Phượng, Văn Toàn thực sự là hiệu quả. Như tôi nói trước đây thì đây cũng là hai cầu thủ có đủ khả năng để chơi bóng tại trong book cũng như bất cứ một đội bóng nào khác tại Click. Chúng tôi phải chuẩn bị tốt để hạn chế những điểm mạnh này của câu lạc bộ Hoàng Gia Lai. Ngoại binh của họ thực sự là có thể lực tốt và đã gây ra những khó khăn cho chúng tôi ở trong trận đấu vừa rồi. Và cùng chung quan điểm với người thầy của mình thì tiền vệ Kim Bo Kyung có cho biết rằng Hoàng Gia Lai rất mạnh ở khu vực giữa sân. Chúng tôi chưa thực sự hiệu quả trong việc tranh chấp ở tuyến giữa trong trận đấu vừa qua. Jobuk Hinamoto sẽ cố gắng chiếm lĩnh ở khu vực giữa sân trong trận đấu tới. Trong các lượt đấu vừa rồi thì các đội Đông Nam Á đang đạt kết quả rất tốt. Thế nên khi gặp Hoàng Gia Lai thì chúng tôi phải chuẩn bị kỹ lưỡng. Chúng tôi phải có sự gắn kết lạnh lùng hơn nữa để mang về một kết quả tốt. Chúng tôi đã thi đấu 3 trận với kết quả 2 trận thắng và 1 trận hòa. Tôi hoàn toàn hài lòng với kết quả này. Chúng tôi đều biết sức mạnh của các đối thủ và sẽ chuẩn bị phù hợp cho từng đối thủ một. Chúng tôi mới ghi 2 bàn nhưng đây là vấn đề phổ biến trong bóng đá. Yokohama cũng chỉ mới ghi được có 3 bàn thôi. Và chúng tôi sẽ có sự chuẩn bị tốt để có thể chơi tốt trong những trận đấu và sẽ ghi nhiều bàn thắng hơn nữa. Với phát biểu như này, rõ ràng chúng ta thấy rằng là câu lạc bộ Gia Lai vừa qua họ đã làm chủ thế trận khá tốt trước một đối thủ được đánh giá là mạnh nhất tại châu Á hiện nay ở cấp độ câu lạc bộ, đó là câu lạc bộ Jeonbuk Hyundai. Và nói về tuyến giữa của câu lạc bộ Gia Lai thì đương nhiên rồi, chúng ta đều phải nhắc đến những cái tên cầu thủ nội của chúng ta như là những Tuấn Anh, như là những Công Phượng, thậm chí là Văn Toàn cũng có thể đá lùi một chút, rồi là Xuân Trường nữa. Vừa qua thì đương nhiên Xuân Trường cũng đã có một số tình huống mà khiến cho các cổ động viên không hài lòng. Thế nhưng với tuyến giữa của Hoàng Gia Lai, với tất cả đều là những cầu thủ nội, thì ta thấy rằng là chúng ta hoàn toàn có một cái niềm tin lớn dành cho bóng đá Việt Nam. Hiện nay thì câu lạc bộ Hoàng Gia Lai đang là một trong đại diện duy nhất của bóng đá Đông Nam Á tham dự đấu trường này. Với những kết quả vừa qua, mặc dù chỉ là một điểm thôi, thế nhưng những gì chúng ta đã thể hiện khiến cho các đối thủ phải e ngại, và thậm chí là huấn luyện trưởng của các đội bóng nói rằng là những cầu thủ của Hoàng Gia Lai như Công Phượng, Văn Toàn hoàn toàn thi đấu được tại câu lạc bộ của họ cũng như Calix. Điều đó cho thấy đó là một tín hiệu vui. Có thể đâu đó cũng chỉ là những lời nói mang tính chất xã giao thôi. Thế nhưng không phải chỉ có như vậy, rõ ràng họ đánh giá chúng ta thông qua những gì mà chúng ta đã thể hiện. Và chúng ta xin khẳng định một lần nữa rằng là Hoàng Gia Lai đã thi đấu tốt và đã thể hiện rất tốt trong những trận đấu vừa qua. Quý vị và bạn nhận xét như thế nào với những phát biểu của huấn luyện viên Kersak và huấn luyện viên Kim Sang-sik của câu lạc bộ Jeonbuk Hyundai thì có thể để lại một like và một bình luận của mình ở phía dưới phần video ngày hôm nay của tuần này nhé. Còn tới đây thì bản tin của tuổi bóng đá cũng xin được kết thúc. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những bản tin tiếp theo của tuổi bóng đá.